Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh nấu ăn của Linh. Lúc này thì ở dưới quê mình thời tiết rất là nắng nóng. Và sẵn dịp này thì mình cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm thêm một cái món tráng miệng nữa cũng rất là thơm ngon và đẹp mắt. Đó là món kem chuối trái cây hương vị lá dứa nè. Thì với cách làm món kem chuối ngày hôm nay thì cũng rất là đơn giản dễ làm. Ly kem chuối sau khi làm ra xong thì có một cái màu xanh lá dứa rất là đẹp và cực kỳ thơm. Và kết hợp cái vị béo ngậy của nước cốt dừa, giòn giòn thơm thơm của đậu phộng và dừa sợi hòa quyện vào rất là ngon. Và đặc biệt là ly kem chuối sau khi làm ra xong thì rất là dẻo mịn và không có bị dâm đá nữa. Vào thời tiết nắng nóng mà thưởng thức một cái ly kem chuối như thế này thì cực kỳ ngon và mát lạnh luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm món kem chuối trái cây như thế này thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và để làm ra món kem chuối được thơm ngon hơn thì bên đây mình có chuẩn bị một nải chuối xiêm chín cũng đã rất là mồi rồi. Đây là chuối xiêm đen nè, phần vỏ chuối ở bên ngoài nó xấu xấu vậy thôi, nhưng mà trái chuối ở bên trong nó rất là ngọt. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị thêm 300g mít chín. Mít này thì mình cũng đã lấy hột ra xong rồi. Mình làm kem chuối mình cho thêm mít vào thì cái kem chuối của mình nó rất là thơm. Và một thành phần không thể thiếu đó là đậu phộng. Ở đây thì mình có là 150g. Và mình có chuẩn bị thêm 2 miếng cơm dừa mềm. Cơm dừa này thì chút nữa mình sẽ sắc sợi ra rồi mình cho vào trong kem chuối. Thì mình ăn nó giòn giòn béo béo nó cũng sẽ rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ cho đậu phộng vào trong chảo để mình rang cho đậu phộng nó vàng giòn nha. Sau khi mà mình cho đậu phộng vào trong chảo xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho thêm vào một muỗng canh muối. Và mình sẽ rang đậu phộng với lửa vừa nhỏ thôi. Mình rang từ từ để cho đậu phộng nó được chín đều và nó được vàng giòn hơn. Và để làm ra món kem chuối thì không thể thiếu nước cốt dừa. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 700 lít nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa này thì mình vắt nó cũng rất là đậm đặc để cho món kem chuối sau khi làm ra xong sẽ được thơm và béo hơn. Và hôm nay thì mình sẽ làm món kem chuối hương vị lá dứa. Cho nên ở đây mình có chuẩn bị là 150ml nước lá dứa nè. Và thêm 200ml sữa đặc. Và mình sẽ cho thêm vào 50g bột kem béo. Nếu mà cả nhà mình không có bột kem béo thì mình sẽ cho vào một bịch sữa tươi nha. Và thêm 50g đường cát. Ở đây thì mình có 2 muỗng canh bột gạo và 1 muỗng canh bột năng. Cuối cùng thì mình có thêm nửa muỗng cà phê muối để cho cái nồi nước cốt dừa của mình nó được đậm đà và ngon hơn. Và để nấu nước cốt dừa thì đầu tiên mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào trong tô. Sau đó thì mình sẽ quậy cho nó hòa tan ra rồi mình mới cho lên bếp mình nấu nha. Thì như vậy cái nồi nước cốt dừa của mình nó sẽ không có bị ốc trâu. Đầu tiên thì mình sẽ cho đường cát. Kế tiếp mình sẽ cho muối. Sau đó thì mình sẽ cho bột năng và bột gạo vào trong nước cốt dừa. Rồi mình sẽ quậy cho bột của nó hòa tan ra. Vì hôm nay mình sử dụng cái lượng sữa đặc nó nhiều á, cho nên mình chỉ sử dụng là 50g đường cát thôi nha. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào trong tô nước cốt dừa thêm 50g bột kem béo. Mình cho thêm bột kem béo vào thì cái nồi nước cốt dừa nó rất là thơm và béo luôn. Còn nếu mà cả nhà mình không có thì mình có thể cho thêm một bịch sữa tươi có đường vào nha. Thì cái nồi nước cốt dừa của mình nó rất là thơm luôn. Và cuối cùng thì mình sẽ cho sữa đặc vào trong nồi nước cốt dừa. Sau đó thì mình sẽ quậy cho sữa đặc và nước cốt dừa nó hòa tan lại với nhau. Còn nước lá dứa thì mình sẽ cho vào sau. Khi nào mà nồi nước cốt dừa nó sôi lên thì mình mới cho nước lá dứa vào. Thì như vậy nước lá dứa nó sẽ giữ cái màu xanh được đẹp và thơm hơn. Nước cốt dừa thì mình quậy cũng đã đều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa này vào trong cái rây. Sau đó thì mình sẽ lượt lại một lần nữa để mình loại bỏ những cái lợn cợn của bột còn sót lại nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái nồi nước cốt dừa này lên bếp. Và mình sẽ nấu nước cốt dừa với lửa vừa nhỏ thôi. Và trong lúc mình nấu nước cốt dừa thì mình sẽ dùng cái giá mình quậy như thế này nè, để cho cái nồi nước cốt dừa của mình nó không có bị khét. Và sau thời gian 5 phút thì cái nồi nước cốt dừa nó cũng đã bắt đầu sánh đặc lại rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ cho hết 150ml nước lá dứa vào trong nồi nước cốt dừa luôn. Mình cho nước lá dứa vào lúc cuối cùng như thế này thì cái nồi nước cốt dừa của mình nó sẽ giữ cái màu xanh lá dứa rất là đẹp và cực kỳ thơm. Và bây giờ thì mình sẽ quậy cho nước lá dứa và nước cốt dừa nó hòa tan lại với nhau. Khi mà nồi nước cốt dừa nó sôi lại rồi sau đó mình sẽ tắt bếp nha. Mình đừng có nấu nước cốt dừa nó lâu quá thì nó sẽ mất cái màu xanh của lá dứa thì nó sẽ không có còn đẹp nữa.
Nồi nước cốt dừa lá dứa thì mình cũng đã nấu ra xong rồi nè. Nước cốt dừa thì sánh đặc, màu xanh lá dứa rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Và trong thời gian chờ để cho nồi nước cốt dừa nguội lại thì bây giờ mình sẽ qua mình cắt mít nhỏ ra. Hôm nay thì ở nhà mình có một cái trái mít chín, cho nên mình sẽ lấy mít ra mình làm kem chuối. Mình làm kem chuối mà mình cho mít vào, mình ăn nó rất là thơm. Mít thì mình cũng đã cắt nhỏ ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình cắt miếng cơm dừa ra. Mình cắt ra thành những cái sợi nhỏ như thế này nè, để chút nữa mình làm kem chuối. Hôm nay mình sử dụng cái miếng cơm dừa này nó cũng rất là mềm. Mình cắt nhỏ ra thì chút nữa mình làm kem chuối mình ăn á, nó giòn giòn béo béo, nó rất là ngon luôn. Mít và cơm dừa thì mình cũng đã cắt sợi ra như thế này xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình cắt chuối. Chuối thì mình sẽ cắt ra thành những cái phanh mỏng như thế này nè. Hôm nay thì mình sẽ làm món kem chuối ly, cho nên chút nữa mình sẽ cắt chuối ra thành những cái lát mỏng dài để mình xếp vào trong ly thì nhìn cho cái ly kem chuối của mình nó sẽ được đẹp hơn. Chuối thì mình cắt ra thành những cái lát mỏng như thế này xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sắp những lát chuối này vào trong ly. Và bên đây thì mình có chuẩn bị những ly nhựa nhỏ nhỏ như thế này để làm kem chuối nè. Mình làm kem chuối bằng ly nhựa như thế này thì nó vừa nhỏ gọn và mình ăn nó cũng rất là dễ dàng. Nếu mình ăn không kịp thì mình cũng không có sợ bị chảy nước nữa. Bây giờ thì mình sẽ sắp những lát chuối vừa cắt ra xong á, mình sắp lên thành ly. Thì mỗi một cái ly như thế này thì mình sẽ sắp khoảng tầm 4 đến 5 lát chuối. Mình sắp thưa thưa như thế này để chút nữa mình chế nước cốt dừa, mình nhìn cái ly kem chuối cho nó được đẹp hơn. Đậu phộng thì nãy giờ mình rang cũng đã vàng giòn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho đậu phộng vào trong túi. Sau đó thì mình sẽ dùng cái chà đâm tiêu á, mình giã để cho đậu phộng nó bể nát ra. Để chút nữa mình cho vào trong kem chuối nó sẽ được thơm hơn. Đậu phộng thì mình cũng đã đâm nhuyễn xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho chuối, mít và dừa sợi vào trong tô. Nồi nước cốt dừa thì nãy giờ mình để ra ngoài thì nó cũng đã bớt nóng rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào luôn. Nước cốt dừa có một cái màu xanh lá dứa rất là đẹp và cực kỳ thơm mùi lá dứa luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ trộn cho nước cốt dừa, chuối, mít và dừa sợi nó đều lại. Sau khi mà mình trộn xong rồi thì cuối cùng mình sẽ cho đậu phộng rang lúc nãy mình đâm nhuyễn mình cho vào luôn. Đậu phộng thì mình đâm nó bể bể ra như vậy được rồi. Mình đừng có đâm nhuyễn quá thì cái đậu phộng của mình nó sẽ không có còn độ giòn nữa. Và sau khi mà mình trộn cái kem chuối trong tô nó cũng đã đều rồi thì bây giờ mình sẽ múc mình cho vào trong ly. Rồi sau đó mình sẽ dùng chiếc đũa, mình sẽ chĩa vào trong cái ly như thế này nè để cho nước cốt dừa nó được chảy đều hơn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho mít và dừa sợi lúc nãy mình để lại, mình sẽ cho phía trên ly. Sau đó thì mình sẽ rắc đậu phộng lên. Đây cả nhà xem nè, ly kem chuối đầu tiên thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Đầy đủ màu sắc rất là đẹp.
Sau khi mà mình cho kem chuối vào trong ly xong hết rồi thì cái phần kem chuối dư còn lại mình sẽ cho vào trong khuôn. Và ở phía dưới của khuôn thì mình sẽ lót một lớp chuối. Sau đó thì mình sẽ múc cái phần kem chuối mình cho vào trong khuôn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ lót thêm một lớp chuối nữa. Sau khi mình cho kem chuối vào trong khuôn xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ lót thêm một cái lớp chuối lên phía trên nữa. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần dừa sợi và mít lúc nãy mình cho lên phía trên luôn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ rắc thêm đậu phộng. Món kem chuối trái cây thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh. Và mình sẽ để một đêm rồi sáng mai mình sẽ lấy kem chuối ra cho cả nhà cùng xem nha. Nhìn cái ly kem chuối đầy đủ màu sắc, nhìn rất là đẹp và cực kỳ thơm mùi lá dứa luôn. Kem chuối sau khi mà mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh được một đêm thì bây giờ cũng đã đông lại rồi nè. Đây cả nhà xem là nhìn ngon ghê chưa? Nhìn cái ly kem chuối nhỏ gọn đầy đủ màu sắc nhìn rất là đẹp và cực kỳ thơm. Buổi trưa nắng nóng mà thưởng thức một cái ly kem chuối như thế này thì rất là mát và cực kỳ ngon luôn. Món kem chuối trái cây hương vị lá dứa thì mình cũng đã làm xong rồi. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình món kem chuối này nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn cái món kem chuối trái cây như thế này thì mình thấy kem chuối rất là ngon luôn. Độ ngọt của kem chuối thì rất là vừa phải, không có ngọt quá. Và rất là thơm béo mùi lá dứa và nước cốt dừa. Đặc biệt đó là kem chuối rất là sánh dẻo và không có bị giâm đá. Thì với cách làm kem chuối trái cây như thế này thì kem rất là thơm mùi mít. Béo béo giòn giòn của đậu phộng và dừa sợi. Và có một cái vị ngọt thanh của chuối hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cách làm cái món kem chuối như thế này thì nó cũng rất là đơn giản, dễ làm và nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm mua. Vào thời tiết nắng nóng mà có một cái ly kem chuối thưởng thức như thế này thì cực kỳ ngon luôn đó. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thấy thích cách làm cái món kem chuối trái cây như thế này thì hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui, để cho các bé nhỏ nhà mình cùng ăn. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Và clip của mình chia sẻ cách làm món kem chuối trái cây đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào!